Dạ, một em massage Ron Ron 3D của Dr. E ha mấy anh ha. Dạ đây. Đây là cái bao để mà mình bỏ vô đây. Dạ, mình bỏ vô đây xong rồi thí dụ vậy. Mình đeo sau lưng á, hoặc là mình để chỗ nào ở ngay thắt lưng. Cái bao này là dùng để cho thắt lưng hoặc là đùi hoặc là này nọ. Dạ. Cái này có thể mình gỡ ra giống vậy đi mình giặt. Còn thậm chí mình xài không cái này cũng được, ok. Nó rung ghê lắm. Dạ, pin sạc tốt nha. Cái này em sẽ có adapter mới, hàng về không có adapter nhưng mà em sẽ có adapter mới cho mấy bác. Đúng thông số. Nó rung cực kỳ đã luôn á. Rồi, còn hai mức pin, đây là báo pin, đây là báo mức độ. Đó, bác coi tay em. Đó. Nó rung dã man luôn á. Cầm là tê tay á nha. Thành thử ra đau nhất chỗ nào là cứ để cho đó, nó ví dụ vậy kẹp vô. Dạ nó giả man luôn á, tới nỗi mà nó quay được. Này mới mức 3, mức 4 rồi. Ờ, mấy bác nghe nó rung ghê gớm không. Dạ. Để chụp mạnh vô nha chứ không thôi ruột tay liền á, coi như tay chân mà tê mỏi này nọ đưa vô rung rồi là coi như máu huyết nó tuần hoàn và mấy cơ nó rung theo này nọ, rất là hay. Đốc tê làm con này rất là hay nhưng mà rất êm nha, tại em để ở đây mấy bác nghe là do cái tiếng này á. Ok, nó rung tê tay rồi. Em cảm ơn.